Vì sao trong túi người giàu luôn mang theo bốn thứ này? Kính thưa quý vị, người thực sự giàu túi không có tiền nhưng luôn có bốn thứ này. Người giàu có luôn có khả năng nhìn xa trông rộng, có tư duy khác biệt, luôn sẵn sàng chịu đựng gian khổ. Nếu không thực hiện những điều đã định, họ sẽ lo lắng và đứng ngồi không yên. Thay đổi tư duy và giải quyết vấn đề là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để mà thay đổi cuộc sống. Không ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ chính mình cả. Cho nên những người giàu có thực sự sẽ biết nắm bắt cơ hội mọi lúc. Đừng nghĩ rằng số tiền hiện tại đã đủ nhiều để bạn sống sung sướng một đời mà không cần học hỏi thêm nữa. Đồng tiền khôn luôn do người có năng lực giữ lấy. Một khi bạn đi lùi với thời đại, khi sự cố bất ngờ xảy ra, sẽ không giữ được nó, còn núi vàng cũng sẽ đổ. Gần đây, một nhóm bạn cũ trong group thảo luận về chủ đề tự do và tài phú. Nhiều người cảm thán thời nay có quá nhiều người giàu nứt đống đổ vách, trong khi bản thân có làm việc chăm chỉ bao nhiêu cũng vẫn nghèo. Thực ra, giàu có cũng có nhiều khái niệm. Ở một tầm cao khác, giàu có không chỉ tính về mặt tài sản, mà còn về mặt tư duy và nhận thức. Thế nên mới có câu, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nằm ở suy nghĩ khác nhau. Người giàu thực sự sẽ biết nắm bắt cơ hội mọi lúc. Đối với họ, kiến thức và kinh nghiệm mà họ học được còn quan trọng hơn nhiều so với của cải tích lũy trong túi. 1. Bỏ tiền trong túi bình lặng, không khoe khoang khắp nơi. Một doanh nhân giàu có từng nói, tôi thích kiếm tiền và tôi cũng rất giỏi kiếm tiền, vì tiền có thể quyết định tôi có quyền lựa chọn hay không. Những người càng thích khoe đồ hàng hiệu hay là trang sức quý giá thì thường chỉ giàu có mã ngoài. Trên thực tế, đời sống của họ rất nghèo hoặc chỉ có chút tiền. Ông Bảy, 48 tuổi, là hàng xóm gần nhà tôi, làm việc siêng năng trong một doanh nghiệp nhà nước đã nhiều năm. 2 năm trước, khi thấy lãnh đạo cùng đối tác đi xe sang, mua biệt thự hàng chục tỷ, ông Bảy thường bất mãn nghĩ rằng bản thân cũng là một quản lý nhưng chưa có gì trong tay. Gần 50 tuổi rồi, sắp nghỉ hưu thì sẽ không kiếm thêm tiền được nữa. Thế là ông dấn thân vào con đường cờ bạc trực tuyến. Sau 3 tháng, ông Bảy nợ gần cả tỷ bạc. Số tiền dành dụm được từ trước tới nay bỗng chốc mất sạch. Ông bị đơn vị đuổi việc sớm. Dưới nhiều áp lực khác nhau, ông Bảy đành cúi đầu trước thực tế, vội vứt bỏ thể diện để mượn tiền bạn bè, người quen trả nợ. Vì mê hư danh, thích so đo, phô trương, ham những điều phù phiếm, mà nhiều người như ông Bảy đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Bạn nghĩ rằng người khác nhìn vào sẽ ghen tị với những gì bạn thể hiện khoe khoang ra ngoài, nhưng thực tế, họ lại chẳng hề quan tâm. Đối với người giàu thực sự, tiền không phải là thứ đáng để khoe khoang, vì đây chỉ là vật chất ngoài thân, dùng cho cuộc sống hàng ngày mà thôi. Người giàu chỉ nghĩ kiếm tiền để có nhiều quyền lựa chọn. Tiền bạc là thứ đem lại sự tự tin, chứ không phải là công cụ để phô trương. 2. Kiểm soát tốt bản thân mới hưởng thụ cuộc sống đúng cách. Thomas G. Stelen đã thực hiện cuộc khảo sát dành cho người giàu có và phát hiện ra rằng hơn một nửa số người giàu đều chưa từng mua đồng hồ có giá trên 5 tỷ. Bởi theo quan điểm cá nhân, họ cho rằng đồng hồ chỉ là công cụ kiểm tra thời gian, mua đủ dùng là được. Tiết kiệm là phương châm khởi đầu để có được sự giàu có sau này. Nhưng sống đừng nên quá tiết kiệm, vì như vậy sẽ trở thành keo kiệt. Bạn nên học cách loại bỏ những chi tiêu không cần thiết, kiểm soát tốt ham muốn của bản thân, đừng nên tận hưởng quá mức. Hãy trở thành một người tiêu dùng có năng lực nhưng không mù quáng. Người giàu giữ được tiền là vì họ không bao giờ lãng phí số tiền không nên lãng phí. Một số phú nhị đại có cách xài tiền sang chảnh nhưng lại sống nhờ cha mẹ thì chưa phải gọi là giàu. Do đó, bạn đừng nên ghen tị với họ. 3. Thức tỉnh năng lực tiêu tiền khi thức và kiếm tiền khi ngủ. Bạn hãy cứ chi tiêu
Thế nhưng với những thứ cần thiết và mang lại lợi nhuận tích cực cho bạn trong tương lai, hãy học cách phân biệt rõ ràng giữa tài sản, nợ và những khoản đầu tư. Nếu như bạn không muốn về già sống trong áp lực, vậy hiện tại nên quy hoạch chi tiêu cho hợp lý. Làm thế nào để tăng thu nhập khi ngủ? Ngoài việc thay đổi mô hình thu nhập, chìa khóa quan trọng nữa là chúng ta nên học cách đi tắt đón đầu. Mọi tư duy làm giàu đều cần ở bạn sự kiểm soát và khắc phục tốt những thói quen sống của mình. Trên thực tế, cơ hội luôn tiềm ẩn trong nguy hiểm, bởi vậy nên hãy can đảm đối đầu với nó. 4. Tiền phải đi liền với năng lực. Khi đối diện với áp lực quá cao, đừng giải tỏa chúng theo cách cực đoan. Trước đây, tôi đã từng gặp một thanh niên là con của một ông trùm bất động sản. Anh chàng này rất tự tin vì điều kiện gia đình tốt. Anh ta luôn nghĩ rằng nếu tự mình thành lập công ty thì anh ta sẽ thành công như người bố. Nhưng sau đó, vì năng lực bản thân không đủ, anh ta đã phải chịu sự chỉ trích từ người xung quanh. Không muốn bị cười nhạo, anh ta đi vay nóng của xã hội đen để mà đầu tư vào cái khác và lỗ gấp mấy lần lúc trước. Cuối cùng bố anh ta phải ra mặt giúp giải quyết mọi việc. Nếu không có năng lực, xin hãy cố gắng học hỏi trước khi mơ mộng kiếm ra nhiều tiền. Người có tư duy giàu sẽ không bao giờ bao biện cho bản thân lúc thất bại. Họ sẽ dũng cảm đối mặt và chủ động giải quyết nó. Có thể nói rằng, những người giàu xung quanh ta, họ giàu không phải vì tiền có sẵn trong túi, mà là nhờ nhận thức của họ luôn được cải tiến. Đừng nghĩ rằng số tiền hiện tại đã đủ nhiều để cho bạn sống sung sướng một đời mà không cần học hỏi thêm nữa. Đồng tiền khôn luôn do người có năng lực giữ lấy. Một khi bạn đi lùi với thời đại, khi sự cố bất ngờ xảy ra, sẽ không giữ được nó, có núi vàng cũng sẽ đổ. Đối phương nghĩ gì nên mới bị đối phương thu hút. Tương tự, trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu bạn phơi bày quá rõ dụng tâm của mình, chắc hẳn sẽ bị người khác đánh giá, hay nói theo cách khác là bị thất sủng trong mắt người khác. Do vậy, im lặng, lắng nghe, chắt lọc lời nói vừa tinh khôn vừa ý nhị mà lại hài hước, đó chính là bí quyết của thành công. Im lặng là cội nguồn của sự sống. Trong cuốn sách A Book of Silence, tác giả đã mô tả về mối quan hệ sợ, ghét của con người đối với sự im lặng. Con người dường như không